quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Hay lấy chồng chưa? Chưa lấy chồng à? Anh gửi gắm tình yêu anh vào đấy nhá. Sử mệt không? Hả? Có. Mệt nhưng vui nhỉ? Dạ. Năm nay thì lúa của nhà em thì so với năm trước thì năm nào tốt hơn? Năm này nè. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả toàn thể Mạnh Thường Quân và tất cả khán giả ở trên kênh Bán Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác. Nhà của ba ông cháu thì hôm nay là được gạt rồi cô bác. Và cháu Lực cũng muốn ghi hình lại cái thành quả mà sau 3 tháng vừa qua thì nhà em Sử thu hoạch được bao nhiêu bao thóc của bác nhá. Còn về cái phần làm nhà ấy của bác, cái nền nhà của các em thì hôm nay nắng rất là đẹp rồi. Và cái chỗ kia thì hôm nọ cháu Lực cũng cùng ba ông cháu là bửa ra để cho nó thỏi thỏi thêm một chút nữa, để không cho nó bị sạt hay là nó bị đổ xuống ấy của bác. Hôm nay thì nắng rất là đẹp luôn này cô bác này. Cháu Lực cũng mong sao là nắng độ cho cháu Lực tầm độ 1 tháng thôi để nhà các em gặt lúa xong rồi thì sẽ lấy được vật liệu vào cô bác. Trời thời tiết mà như này thì độ tầm 3 hôm thì đường mọi cái nó sẽ khô, thì nó sẽ lúc đấy thì sẽ chở được những cái bao cát này, bao xi măng này từ điểm trường vào tới cho tới nhà của ba ông cháu cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực, đừng có nói cháu Lực và trách cháu Lực rằng là cái tiến độ mà lấy vật liệu vào thì quá là chậm chế các bác nhá. Cháu Lực cũng muốn là lấy vào sớm để cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà trước cái mùa đông này. Chứ thật sự ra để mà nói cháu Lực nhận được cái khoản mà cái số tiền như vậy rất là lớn như vậy thì cháu Lực cầm theo người, cháu Lực sợ rằng là cái tiến độ mà làm cho ba ông cháu chậm chạp ấy các bác. Hôm qua thì không có nắng và đến hôm nay thì thời tiết nắng rất là đẹp của cô bác này. Và hôm trước thì cô bác cũng có theo dõi những thước phim mà cháu Lực đưa lên ấy, thì được bà An Phạm là gửi tiền cho ba ông cháu để thuê người về gặt. Hay thì hôm nay thì cháu Lực sẽ đi vào và ghi hình lại cái thành quả mà trong một suốt 3 tháng vừa qua, xem là được bao nhiêu bao thóc này. Hay thời tiết vừa nắng như này kèm theo cơn gió thì có vẻ là rất là mát đấy cô bác. Ba ông cháu thì chắc là đang thu hoạch lúa ở dưới kia hay sao không, cô bác ạ? Hôm kia thì ba ông cháu có thu hoạch được một chút ở dưới này này cô bác. Và ở dưới kia thì bây giờ đã thu hoạch hết rồi cô bác, đến tận dưới kia thôi. Hay thì bây giờ đi vào xem là liệu là Sử đang ăn cơm hay là đang gặt lúa ở dưới kia. Năm nay thì chắc là có thêm cái phần phân bón của bác Kim Hoàng dành tặng cho ba ông cháu thì chắc chắn là cái mùa vụ này thì nó có thể nói là sẽ là bội thu hơn rất là nhiều các bác. Năng suất thóc thì nó sẽ cao hơn.
Hay như cái nền nhà cũ của ba ông cháu cô bác, đến mùa mà có nước thì vẫn bị rò rỉ nước từ trên kia xuống này cô bác này. Đấy, vừa mới bước đến đây là thấy là đóng cửa rồi. Đấy, chắc là đang đi xuống để gặt lúa rồi cô bác. Hôm nay ôi ôi, cái chỗ này thì chắc là ông làm lâu quá rồi, thành ra là phơi mấy ngày hôm nay phơi thóc ấy là bị sạt xuống một chút đấy cô bác. Cái này thì chắc là thời gian tới thì sẽ phải là làm lại thôi. Ông kể với cháu Lực rằng là cái chỗ mà phơi thóc đấy cô bác thì làm từ rất là lâu rồi. Đấy, ba ông cháu thì dùng thóc phơi trên này này cô bác này. Nó có vẻ là rất là tốt đấy cô bác. Được ở chỗ này thì chắc là rơi tầm 5-6 bao thóc rồi. Có khi là nhiều hơn đấy. Ba ông cháu là chắc là gạt ở tít dưới kia này cô bác này. Đây thì hôm nọ là cháu Lực đưa tiền cho Sử rồi đấy cô bác. Sử thì chắc là hôm nay cũng thuê người ta ra để gạt cho mình rồi. Ở đây thuê người ta thì không phải là mình là nằm ở nhà đâu. Ui con rắn này cô bác này. Rắn này thì là rắn ráo, rắn nước hay sao. Ghê đó. Ui ôi. Rắn nhìn trông như kiểu lươn đấy cô bác. Rắn thì chắc là đang thời tiết nắng đấy cô bác, cho nên là ra phơi nắng này. Đấy, đây thì gạt xong thì các em vẫn là đây thì gạt xong thì Sử vẫn tận dụng lại là cái rơm này để cho trâu, để cho trâu ăn đấy cô bác. Tới mùa đông tới thì nó hầu như là những cái cỏ dại này cô bác này không có mọc nổi nữa, thì lấy cái rơm này về. Đấy, hôm nay thì nhà Sử đã gạt từ trên kia xuống đấy cô bác này. Đấy, ở cái phần ở dưới này thì đã xong rồi. Còn mấy cái thửa ruộng kia thì không phải là của nhà em ấy, nhà của chú của em Sử. Hầu như là ruộng của nhà các em có bao nhiêu thì cháu Lực cũng đều đã biết hết rồi cô bác. Người vác một bao lúa ở dưới kia lên thì chắc là rất là mệt đấy, đi rất là xa. Đây thì không có đi được xe máy đâu cô bác, chỉ đi bộ xuống thôi. Ôi ôi ôi. Có vẻ như là cái nó có đất đá này cô bác này. Cho Lực đi thì giẫm phải cái đá này thành ra là nó bị lăn quay ấy, ngã một chút. Như kiểu cho Lực đi như kiểu chân nó không vững sao cô bác nhỉ? Đi thì hay thường là bị ngã này, bị giẫm vong. Thế có vẻ là bây giờ gió rất là mạnh nha cô bác. Thử alo cho Sử gái nó xem là Sử đang ở đâu cô bác. Có khi là Sử là cầm lại điện thoại đi xuống lên đấy. Xem là hôm nay là có bao nhiêu hộ Sử là gạt nào. Những cái đồng ruộng mà bậc thang được trải dài lên đấy cô bác, nhìn trông có vẻ là rất là đẹp đúng không cô bác. Trước kia thì phủ một đang ở đâu ấy Sử ơi, ruộng ở tít xa xa dưới kia à? Ok anh đang xuống rồi. Hôm nay có bao nhiêu người đấy? À thuê 8 người à? Ok thế anh đang xuống rồi. Có cơn anh ấy. Mua gì ấy? Ôi rồi anh lên đến này thì mới nói. Rồi tí để thanh niên nào chạy đi xuống ấy mua nhá. Ok đợi anh tí, sắp đến rồi. Hết tiền điện thoại rồi. Sử thì hôm nay là thuê bảo là 8 người sao cô bác. Thuê thì Sử vẫn thuê lại thuê mấy anh em mà bạn của Sử ấy cô bác. Thì để cho bạn của Sử là vừa có tiền luôn, vừa điện cho mấy anh bạn của Sử thì bảo là trêu cho Lực bảo là có mua kem lên không. Thời tiết này rất là nắng này thì là gạt lúa mà mệt thì ăn kem vào thì nó sẽ rất là thích luôn đấy cô bác.
Anh một tí thì chắc là mấy anh em vác thóc lên thì chắc phải là đi rất là xa đấy các bác. Hôm nay thì không biết là Sử có thuê các cô không hay là chỉ thuê các bạn thôi. Và cháu Lực cũng gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm rất là nhiều. Bà luôn luôn quan tâm tới ba ông cháu. Hôm nọ thì bà có bảo với cháu Lực rằng là để cháu Lực đi tìm người thuê về cho giúp hộ Sử gái đấy các bác. Nhưng mà cháu Lực cũng đã nói với bà An Phạm rằng là bây giờ cháu Lực muốn là tập cho em Sử, là em ấy tự biết mà cầm tiền và tự biết là chi tiêu thế nào để cho hợp lý. Chứ không mà sau này em ấy không có biết là mình phải thuê người ta bao nhiêu tiền một ngày đấy. Bây giờ thì cũng sắp đến rồi các bác ạ. Cái chỗ này thì không phải là chỗ của nhà Sử. Nhà Sử thì có ở dưới này có hình như là 4-5 cái thửa thôi. À, có vẻ là nhìn thấy có cả các cô nữa. Rồi, cho Lực nghe nghe từ xa đã cảm thấy là có một cái không khí nào rất là vui rồi đấy cô bác ạ. Đấy, một tí nữa cô bác sẽ cùng cháu Lực cảm nhận rằng là cái không khí mà nhà em Sử thu hoạch cái vụ mùa hôm nay thì nó sẽ như thế nào cô bác nhá. Phải nói là rất là kỳ công cô bác để mà có được một cái bông lúa như vậy thì phải mất mấy tháng rồi thì mới làm được. Đấy, ở dưới kia thì cháu Lực nhìn thấy các cô điệu con nữa cả với hộ luôn cô bác này, không có một cái mú nào luôn. Ô, ơi. Ôi, nãy không bảo anh. Ôi giời ơi. Sắp hết rồi đấy nhà Sử nhờ. Sắp hết rồi nhờ. Đấy, ở đây thì Sử vẫn dùng theo cái cách thủ công này cô bác này. Thủ công trên loại con này. Nhà Sử thì vẫn còn chưa có máy tuốt để mà làm cả. Ở đây thì đập xong thì lấy được những hạt thóc ra, xong là cái rơm này thì sẽ để tận dụng mà phơi cho nó khô rồi thì Sử sẽ về vác. Ông đi đâu rồi Sử? Ông ở dưới kia. Ồ. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi. Hôm nay năm nay có vẻ được mùa hơn năm trước không? Có. Có à? Ở đây là em thuê lại các chú à? À, không phải là đổi công nữa chứ gì? Em về đợi công thôi á. Hả? Em về giả công cho Sử. À, em về là giả công à? À, ở đây thì sẽ có bạn của Sử là về giả công này cô bác này. Hôm trước thì Sử có đi lấy công, còn các chú của Sử thì với lại thêm bác nữa thì được Sử là thuê các bác về. Nói các anh thanh niên với lại các chú đàn ông thì sẽ là người chịu trách nhiệm mà đập lúa này cô bác này. Còn là bây giờ thì đi xem các cô ở dưới kia một chút. Ông thì vừa rồi Sử bảo là đang gặt ở dưới kia. Ôi, bạn nhỏ cái thì không có mú luôn này cô bác này. Thằng ra dê à mấy này à Nam à? Thằng ra? Thằng ra này à Na? Thằng Tita á? Ờ, thì ông thì cũng rất là chăm chỉ luôn cô bác này. Ra đây để gặt, để phụ cho Sử. Ở đây thì các cô với lại thêm hai bạn nhỏ nữa, với lại thêm các chú nữa thì được Sử thuê cho các bác. Cái này thì cháu Lực không biết là giả bao nhiêu tiền một ngày. Và hôm nọ thì chúng được cháu Lực là đưa cho em Sử là 2.400.000 là 40.000 các bác nhá. Ôi trời, chỗ này thì bị sạt một chút này cô bác. À mẹ này lá không mày gì? À mẹ này lá không mày? À, chỗ này thì hôm nọ không may là bị sạt một chút cô bác. Ở những cái cánh ruộng vực thang này thì không tránh được cái trường hợp mà nó bị sạt cả cô bác. Thí dụ như kiểu thời gian mình lâu lắm mình không có đổ nước vào ấy, đến lúc mà đến mùa mà mình cấy thì mình đổ nước vào thì nó sẽ bị sạt một chút. Đấy, vừa xuống này thì vừa chăn trâu. Ô tú dù sơn nữa rất nhiều chân tú đang chết nữa. Ở đây thì gạt ra từng bó nhỏ nhỏ này cô bác này, để một tí nữa các chú bên kia thì cầm nó sẽ được dễ hơn đấy.
Đấy, các cô thì mặc trên mình những cái bộ váy của người dân tộc ở trên người đồng bào dân tộc Mông các bác. Đấy, nhìn các cô gạt dưới một cái ánh nắng phải nói là rất là gắt luôn các bác ạ. Đấy. Lúa thì thu hoạch lúa thì phải chọn những ngày mà thật là nắng đẹp thì thu hoạch thì nó mới không có bị sau này nó sẽ không có bị nảy mầm ấy các bác. Thì sợ là mình đang thu hoạch xong là mưa rồi thì sau này nó sẽ bị nảy mầm cái gì ấy các bác. Những người phụ nữ thì chuyên gạt, còn cánh đàn ông thì là chuyên gia mà đập lúa xuống các bác. Có một đàn ông thì có một sức khỏe nó hơn đàn bà, thành ra là nó khỏe hơn các bác. Ôi chị đã điệu cả con ra luôn à? Dậy rồi. Ôi con chị làm sao ấy? Bị bệnh. Con này đây này. Khâu 1, 2, 3, 4, 5 múi à? Bị làm sao đấy? Bị ngá à? Bị ngá ở đâu? Ngá ở nhà. Ngá ở nhà à? Ôi rồi bị khâu 4, 5 múi này. Đấy, bé tí mà đã phải theo mẹ đi ra ngoài ruộng rồi cô bác. Bạn nhỏ này thì chắc là chưa có biết đi cho nên là phải điệu này. Nếu mà một tí nữa mẹ điệu mệt rồi thì sẽ cho ngồi ở một cái góc cây nào đấy. Sợ bé nắng quá các bác, rất là nắng luôn. Đấy, bạn nhỏ này thì hầu như là lần nào cháu Lực lên thì cháu Lực cũng đều gặp cả cô bác. Bên kia thì có phải mẹ không? Phải. Phải mẹ á? Ừ. À, phải mẹ à? Vâng. Ồ. Sao không mặc áo dài vào đi, để áo dài như này làm gì? Nắng quá. Nắng quá? Thế làm như này bây giờ gặt thì cái sợi bông này nó không chạm vào tay à? Nó ngứa đấy. Nắng quá. Rồi ở trên này thì đội một cái khăn này cô bác này, màu đỏ này. Và mẹ thì cũng mặc một cái váy. Cái váy của mẹ thì tự làm hay là mua ở chợ về? Mua ở chợ thôi. Mua ở chợ à? Còn cái này thì gọi là cái gì? Cái này này. Cái này gọi là cái gì? À. Đấy, theo như cháu Lực hiểu rằng là thưa bác, cái này ấy, để mà quấn vào chân này này, để không cho nó bị cứa vào chân hay gì ấy cô bác. Đấy. Đẹp đấy nhở. Đấy, ở đây thì mẹ thì đeo cái khăn kia vào, còn là con thì đeo cái ủng, và các cô này cũng thế này. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ đi lên trên để cùng xử với lại xem các chú bên kia nữa. Đấy, còn là cái phần mà gặt lúa như này thì cháu Lực cũng xin được nói thêm một lần nữa các bác nhé, là được bà An Phạm là gửi tiền cho các em là 100 đô và hôm nay cháu Lực đổi ra được 2.430.000, nhưng mà cháu Lực không có tiền lẻ để cho Sử là 40.000 để Sử thuê người về gặt. Trong thời gian tới thì làm nhà của các em thì sẽ không có để Sử mà nợ công nhiều hơn. Như này là được mấy bao ấy? Được một bao à? Ôi Sử thì không đợi mua à? Ngồi mua đi đâu rồi? Hôm nay thì có mỗi thanh niên này là ra giả công thôi nhở? Thanh niên này thì hôm nào cũng đi xuống hộ Sử đấy nhỉ? Có vẻ là anh em chí cốt của Sử không? Hả? Không, là bạn tốt. Là bạn tốt của Sử à? À anh em tốt à? Anh em tốt thì nói chào các ông bà đây nè. Sau vần chào các ông các bà. Vần thì có vẻ là còn hơi là ngại ấy nhờ. Đấy, nhưng mà nụ cười của em ấy cô bác lúc nào cũng ở trên môi. Vần thì có người yêu chưa? Rồi. Rồi á? Ôi giả giới thiệu cho Sử ấy. Sử nó cũng có người yêu rồi. Sử có người yêu á? Ồ thế mà không biết nhờ. Chắc Sử chiêu đùa đấy. Sử bảo chưa muốn lấy vợ sớm đâu. Sử bảo là qua Tết đấy à. À. Sử thì vừa rồi thu hoạch được bao nhiêu bao rồi? Dạ, 5 số bao thôi. 5 số bao thôi à? Vâng. Ồ. Thế chỗ này nó là hết rồi nhỉ? Hả? Chỗ này nó là hết rồi sao rồi nhỉ? Vâng. À, ở dưới kia nữa nhỉ? À. À, đúng rồi, dưới nhà kia còn một chút nữa. Giờ tao đang làm mẹ. Chú này hôm trước nhận được phần quà nồi cơm điện với lại gạo thì có thích không? Đấy. Nồi cơm điện thì dùng có bị làm sao không? Không bị đâu. Không bị làm sao đúng không? À, nếu mà bị làm sao thì đưa cho cháu để cháu đi đổi nhá. Không,
Rồi rồi, rồi. Đấy, có vẻ như là dùng tay đập như này cô bác này, chỉ cần sàng qua hai lượt, xử sàng qua một lượt nữa, bạn có xử làm qua một lượt nữa thì rất là sạch luôn. Chỗ này thì được một tí, mỗi người một bao phải không? Vâng. Vác lên trên cái đoạn này thì cũng mệt phết đấy xử nhờ. Vâng. Tí anh vác một bao. Được, tí anh vác một bao mà. Cho ông quay là xấu. Tí mấy anh em mình cùng vác làm thành một đoàn lên trên luôn. Lúc đấy bọn em về không thấy anh. Anh ở trong phòng mà. Anh ở trong phòng mà. Thế là lấy hai thanh niên ở dưới à? Ừ. À. Sử đi à, giả các chú là một ngày bao tiền sử? Hả? Giả các chú là một ngày bao tiền? Một ngày 130 ạ. 130 à? Là có cả ăn đúng không? Vâng. À. Thế ông thì vẫn đi thu hoạch những cái bông lúa còn sót lại này cô bác này. Đấy, có vẻ là rất là tỉ mỉ luôn cô bác ạ. Trong thời gian qua thì mình đã làm mà như vậy thì rất là mệt mỏi, thì không muốn là sót những cái bông lúa nào cả. Đấy, một cái lư như này thì được là một bao dưới này. Cái đen đen này nó là cái gì đây? Vân có biết không? Sử có biết không? Không biết ạ. Đây thì các chú ở đây mới biết nhờ. Ồ, anh là chưa hôm nào gặp nhỉ? Chưa. Chưa à? Ừ. Hôm nay mới gặp hôm đầu tiên thôi nhỉ? Vâng, hôm nay mới lên đầu tiên chứ. Ở đây thì dùng cái gì để đóng ở đây đấy? Bánh xe. À, cái lốp xe, cái đây là gọi là cái lốp xe chứ không phải là cái bánh xe. Đấy mà như cái này thì nó bị thủng à? Vâng. À. À, thế cái này là của nhà sử hay là của nhà ai? Nhà em à? Ở đây thì nếu mà dùng cái máy tuốt kia thì nó nhanh hơn đấy nhỉ? Vâng. Máy tuốt là hơn, là dùng là bé. Ồ. Không? Thế thì sử có muốn là máy tuốt không? Có ạ. Thế để vụ mùa sau nhá. Vâng. Vụ mùa sau thì làm cho sử một cái máy tuốt để sử hàng năm sử có cái để mà tuốt này cho nó nhanh hơn này. Đấy, nếu mà mua một cái máy tuốt như này cô bác phải tập hợp ra thành một đống cùng tất cả là cùng với nhau gạt rồi gom lại về một chỗ thì người tốt này, xong là người đông gạo này, xong là người buộc rơm này, thì làm như vậy thì sẽ rất là nhanh cho các em luôn. Hải thì vẫn đang đi học nhỉ? Hải thì đang đi học nhỉ? Hải đi học rồi. Hải sử thì có vẻ là rất là đẹp trai đấy. Ôi, thanh niên Vân ơi, con ông này. Ôi, ông Vân đây này, đây đây. Hồ Vân đây ra đi. Ôi, bây giờ chắc nó nghĩ đầu Vân là cái tổ ông ấy. Xong rồi nó lấy mật nó để trên đấy. Ôi ôi, đây này. Hạt thóc, hạt ấy rơi hết vào đầu này. Đội mũ ở đây, không có mũ à? Có nhưng mà không mang về. Có không mang về á? Rồi sao đội mũ vào? Nếu mà không có thì nào xuống chợ phiên anh chỉ cho một cái. Đi xuống phòng anh chỉ cho một cái. Trước em đã bảo là anh em xuống nhà xuống phòng anh em tìm một cái rồi. Nếu mà em đi xuống em có bảo anh đâu, được đi xuống đi xuống thì anh kỉ cho một cái mú nhá. Riêng Vân hôm nay anh kỉ cho một cái mú luôn. Còn là xử thì quá nhiều đi thôi nhỉ. Quay đây là cái gì mà căng đấy, ví à? Đúng rồi. Có tiền không? Có tiền không? Không có đâu anh ơi. Có. Đấy bây giờ là xong một cái lư rồi cô bác. Bây giờ thì nhấc đi này. À, làm trong như kiểu là một cái thuyền thôi cô bác. Một cái buồng, một cái thuyền đấy. Cái lư này chắc là cũng nhẹ thôi. Hai anh em nhấc thì nhẹ phèo. Chắc rơi đó tầm độ là 10-20 cân. Mỗi tôi là nó to, nó cong cánh. Ôi ôi. Cẩn thận nhá. Hãy đi làm thế này thì phải chê các em một chút đấy cô bác. Thì mới có gọi là một không khí mà vui vẻ. Mà làm việc thì nó mới không có mệt nhọc gì cả. Đấy, năm nay thì nhà sử. Đấy thưa cô bác này, chỉ có đập được đâu nhỉ? Đúng một cái thửa này cô bác nhỉ. Thì được một bao dưới cô bác nhá. Cái một cái thửa này thì cháu lại không biết là bao nhiêu cân. Nhưng mà một bao dưới này. Cái bao kia thì chắc rơi tầm một độ 40 cân. Còn là cái chỗ này thì chắc rơi tầm 10 năm. Tầm là 10 cân đi cô bác. Tổng là đập. Tổng là cái thửa này thì được 1 bao 50 cân.
thì cô bác có thể nhìn thấy là năm nay thì có đạt năng suất không? Lấy gì? Giờ thằng chỉ qua ấp được lại này cả. Này có vẻ như này là phải đập mà đập rất là mạnh thì nó mới nó mới ra được cô bác ạ. Đây đây thì nếu mà không có được bà An Phạm là đưa tiền cho Sử để thuê người ấy cô bác thì hôm nay Sử là phải là đấy là 1 này 2 3 4 5 6 7 8 8 công là Sử là phải đi 8 ngày thì mới hết được. Thanh niên Vân cứ nhìn anh cười nhỉ. Vân có thích anh không này? Có thích anh không này? Đã. Có thích anh không đây? Cứ nhìn anh có thích anh không? Anh có coi em là được. Ghê đấy, sợ đấy, Vân mà thích anh cũng sợ đấy. Đây, đây thì các cô đang gặt rất là hàng say của các bác này. Nói là cái thời tiết mà mùa này các bác vừa nắng này xong lại vừa kèm theo một cái không khí gió mà thổi thì nó cũng rất là mát này. Tại sao là cũng muốn trái cho ta hàng. Đấy, bây giờ thì còn dưới kia đâu các bác, còn 1, 2, 3, 4, 5 cái thửa nhỏ nữa. Chắc là độ tầm 2 tiếng nữa thì cũng hết. Tối nay thì thịt con gì Sử? Thịt gà. Nó thì con gà. Gà hôm nọ anh mua lên đấy đúng không? Có đội mũ không? Anh lấy mũ cho này, anh cho mượn này. Hay này, anh cho. Rồi, anh có thêm một cái mũ mà.
Kéo nó to ra, kéo nó to ra. Kéo nó to ra. Quý lắm anh mới cho mượn đấy. Có người yêu chưa? Hay lấy chồng chưa? Chưa lấy chồng à? Ấy, anh gửi gắm tình yêu anh vào đấy ấy, nhá. Ô, đằng lá nó còn bắt hòn nổ. Chiều trước tầng đằng lá nữa à? Hôm nay mình nổ bang rồi. Cái lúa này thì ở trên nhà cái khu quả sử ấy thì là được gặt sớm hơn các bác. Còn ở tít dưới kia này các bác này, ở tít dưới kia thì còn chưa có thành màu vàng đâu các bác, chưa đến lúc mà thu hoạch đâu. Nhà cháu Lực thì ở tít ra dưới kia này các bác này. Đấy, ở tít cái chỗ mà có cái những cái đồng lúa mà vẫn còn xanh này. Đấy, đi thì mặc dù là nhà của hai anh em nhìn thấy nhau thôi các bác, nhưng mà để mà đi thì nó phải rơi vào tầm hơn gần một tiếng thì mới đến nhà của các em được. Và trong thời gian này thì cháu Đức cũng có thuê nhà ở trên xá để ở, thì cái quãng đường mà di chuyển lên tới nhà các em thì rất là gần các bác ạ. Em thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Ờ? 15 à? Mẹ cho lấy chồng chưa? Mẹ cho lấy chồng chưa? Hả? Chưa chưa à? Chưa cho lấy đâu cô ạ. Bác có biết nói tiếng Kinh không? 18 tuổi mới cho lấy à? Không cho lấy sớm đâu nhờ. Bao giờ đủ tuổi thì mới cho lấy. Bây giờ chỉ có đi theo mẹ là gặt lúa thôi nhờ. Có bao giờ đi làm xa chưa? Nhưng mà nói chuyện từ nãy đến giờ thì em cho anh hỏi là em tên gì? Em Chi. Em tên Chi à? Tên Chi có vẻ là rất là đẹp ấy nhỉ. Đấy, Chi thì cũng có ba từ, anh cũng có ba từ, anh cũng tên Lực. Anh có ba từ thôi. Nghe có vẻ cái tên nó có vẻ hợp với anh nhỉ. Phải trêu các cô một chút thì cái không khí thì nó mới vui vẻ được cô bác chứ. Để tránh một số trường hợp thì cô bác nói bảo là cháu được trêu các em hay là các cô thì cái tiến độ mà làm việc thì nó chậm hơn. Hay ở đây thì được các cô với lại em là gạt ra thành một cái bó để mà cầm vừa một cái tay luôn. Hay còn ở phía bên kia thì em bé thì vẫn còn đang ngủ trên sau lưng mẹ này để đi làm rồi cô bác. Để lấy được một ngày 130 đối với bà con ở trên trên bản này thì một ngày 130 thì rất là cao rồi cô bác. Một ngày 130 thì là nuôi cả ăn nữa. Hay xung quanh hàng xóm của nhà sử thì cũng đã, các bác thì cũng đã gặt gần hết rồi. Còn muốn nhà sử với lại có thêm một chút một số cô bác ở trên kia nữa thôi. Đấy, xem thanh niên sử xem là hôm nay tình hình là gặt, cảm thấy là cái vụ mùa mà năm nay thì có được tốt hơn năm trước không. Đấy, bây giờ thì lá lại được thêm một lư nữa rồi. Đấy, đây thì bây giờ là hai cái thửa thì được hai bao này. Sử mệt không? Hả? Có. Mệt nhưng vui nhỉ? Vâng. Năm nay thì lúa của nhà em thì so với năm trước thì năm nào tốt hơn? Năm nay nè. Năm nay tốt hơn à? Vâng. Có vẻ là một cái mùa mà đối với em Sử rất là vui luôn các bác. Năm nay thì có thêm phần phân bạn, phân đạm, phân bón của bác Kim Hoàng gửi tới cho ba ông cháu. Sử thì năm nay thì có, nếu mà Sử nghĩ thì có đủ ăn không? Có phải mua thêm không? Chưa biết ạ. Chưa biết rồi à? Vâng. Năm nay thì chắc là có khi là độ được tầm, mỗi năm thì được một nửa năm đúng không? Vâng. Năm nay thì chắc có khi là được tầm 9 tháng, 3 tháng còn lại thì lại mình lại phải lao động để đi mua đấy. Vâng. Than giải đó, bún gì đó mà chuẩn năng hai thửa mà bé bé tí thôi cô bác, được là hai bao luôn. Một bao thì rơi tầm bao nhiêu cân là Sử? Chà, 30 cân thôi ạ. 30 cân thôi á? Vâng. Một bao thì rơi vào được 30 cân, cũng hai cái thửa này thì cũng rơi vào được tầm 6-70 cân rồi, thì cũng rất là năng suất rồi cô bác. Những cái hạt thóc thì rất là đầy đầy đặn luôn rồi cô bác này.
Ở đây thì Sử sẽ mang về phơi xong là dùng cái máy mà cái máy quạt mà thổi cô bác, thổi những cái vỏ mà nó không có bị nó không có đầy đặn ấy thì ra. Đấy, còn là em Hải thì đang đi học rồi. Em Hải thì thời gian này chỉ có dành cho là đi học là nhiều thôi các bác. Còn là mọi cái công việc thì có em Sử với lại ông ở nhà là lo hết. Thời tiết thì bây giờ đang rất là nắng các bác, chắc giờ đó tầm độ tầm hơn 30 độ một chút thôi. Vừa nắng nhưng mà vừa kèm theo một chút là không khí gió của mùa thu nữa. Một mình xử vác được cái này không? Có ạ. Một mình vác được á? Vâng. Cái nhẹ thôi à? Nhẹ thế ạ. Cái này thì cấu tạo như thành là một cái thuyền buồm ấy nhỉ? Mấy cái thuyền buồm không? Thật thấy chưa cánh xe. Người sau đừng gật đầu, người sau phải nói chứ. Gật gật như con gà dù ấy. Ấy. Hai người quay đầu, quay đít vào nhau thế này. Đấy, phải di chuyển là liên tục với cô bác những cái thửa ruộng bậc thang như này thì có phải dùng những cái như này thì nếu bây giờ thì mua máy tốt đấy thì mình phải gạt hết xong là vác thành từng bó để tập kết lại một chỗ, gom lại một chỗ thì mình mới sát thế này tốt được. Nếu mà mình sát chưa nó cũng rất là nhanh và không tốn cái chi phí là nhiều nữa. Còn đất cát thôi nhỉ? Vâng. Những cái bông lúa của bác này, những cái bông lúa thì rất là đẹp luôn. Một màu vàng của những cái sợi lúa, một bông lúa không được phủ trên mình, những cái hạt thóc mà rất là đầy đặn và rất là vàng, rất là đẹp luôn các bác. Nào, đây sự.
tốt không nghỉ à? Bao của Sử với lại Vân thì bao nhiêu cân? Hai máy rồi. Hai máy à? Ui, leo cái quả đồi mà. Nó không biết là diễn tả cái cảm xúc mà nó mệt như nào các bác ạ. Khô cả cổ họng đi rồi nhỉ Sử nhỉ? Vâng. Phải vác một cái bao thóc tầm 30 cân. Leo một cái quả đồi mà từ tít ở dưới kia của bác này đấy, tay chúng tôi đang chỉ đi vòng vào đây đấy, xong lại vòng lên đường này đó, xong đến cuối cùng thì ba anh em đi được một chặng đường. Cảm giác nhà leo đồi ấy, hai cái đôi chân mà nó cảm giác như không phải của mình nữa thôi. Vân là diễn tả cảm xúc thế nào? Mệt sắp chết đây rồi. Mệt thôi à? Một từ cảm giác thôi là mệt thôi. Cảm xúc của Sứ? Mệt ạ. Mệt à? Nói để thu hoạch được một cái bao thóc mà đến nhà này cô bác ạ. Phải nói thật sự ra lao động rất là mệt. Thì mới có được một bao thóc như này đến nhà. Thì mới được một bao thóc như này đến nhà. Có vẻ có thể là cái năm nay là năm cùng Sử mà trải nghiệm từ lúc cấy này cho đến lúc thu hoạch này. Lúc cấy thì Vân không ở đâu nhỉ? Lúc đấy thì đang đi làm à? Từ đấy đang làm tận đâu? Thái Nguyên à? Phú Yên à? Ồ. Đi làm ở ngoài mà vất hơn là làm ở nhà vất hơn? Nhà vất hơn đúng không? Nhưng mà ở nhà thì mình chỉ vớt một cái thời điểm nào đấy thôi. Đúng rồi. Hầu như là quanh năm rồi đúng không? Ở nhà thì có thể là mình lao động chân tay nhiều quá nên là mình cảm thấy là khuôn mặt của mình nó già hay đi. Nó đen đấy. Nó đen hơn thôi đúng không? Cái Sử thì đằng sau này cô bác này có thể cảm thấy như là bị cháy nắng luôn rồi đấy. Hôm nay không có đội mũ nữa. Ăn cơm chiều xong mới được không đội mũ à? Vâng. Bây giờ thì ba anh em sẽ tiếp tục nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục cuộc hành trình mà đưa được những cái bao thóc đi tới nhà của ba ông cháu của bác. Đấy, còn đi một đoạn nữa, bây giờ là toàn đi leo dốc thôi. Này thì hôm nay mà không có sức các thanh niên này thì làm sao mà vác được thóc lên? Một mình Sử thì Sử có năm nào một mình vác thóc lên trên nhà hết chưa? Có ạ. Có à? Vâng. Thế mọi năm là nếu mà không có các thanh niên ra hộ thì mình một mình tự vác à? Vâng. Thì đi đổi công đấy. Là đi đổi công à? Vâng. Đi đổi công về đúng không? Vâng. Năm nay em có thấy đỡ mệt mỏi hơn không? Có ạ. Đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều nhỉ? Vâng. Cả về phần vật chất này lẫn tinh thần thì mình đều được các bác là ủng hộ mình rất là nhiều đúng không? Vâng. Để bây giờ thì ba anh em tiếp tục là nghỉ ngơi một chút thôi các bác. Rồi thì sẽ tiếp tục là đưa được những cái bao thóc này đến nhà của các em.
bay rồi. Ui, mình sẽ tắm à. Đâu tầng á? Đâu tầng á? Rồi dùng thả. Chị cứ lên tầng lại. Đâu tầng trong lại nữa. Chắc tầng hello. Sau mấy quãng một thời gian mà mấy em nghỉ ngơi thì bây giờ sẽ đổ thóc ra được cô bác. Hôm nay thì được tầm bao nhiêu bao ở sửa cái này? 7-8 bao thôi ạ. 7-8 bao à? Vâng. Năm nay thì gặp lại một chút thôi cô bác thì cũng đã được 7-8 bao rồi. Bây giờ thì chỗ này thì phơi thì sẽ không phải là mang đi trên cái chỗ mà cái sạp mà để nó phơi cho nữa. Ra gạo lên là một cửa để lên một chút cửa cuốn thì có một cơn gió lùa vào rất là mát, rất là dễ chịu. Đi uống tí nước đi nhỉ? Vâng. Khô hết cổ rồi. Tôi thân thân. Để nhưng mà để như này thì đêm có sợ mất không hả sự? Không ạ. Không sợ mất đâu chứ gì? Vâng. Cầu thang vác gạo của bác này cũng là cầu thang mà bé. Cầu thang vác gạo lên thì cũng là một cầu thang mà bé tí thôi. Ôi. Chỗ này thì bị sập rồi sư. Vâng. Làm lâu lắm rồi nhỉ? Vâng. Vào trong nhà anh em làm vụn nước rồi thì mới tiếp tục đi được cô bác. Bây giờ thì mấy anh em chắc nghỉ, chắc bây giờ thì uống nước xong thì chắc lại đi xuống dưới rồi nhỉ? Vâng. Lên là từ đoạn kia lên thì hai thanh niên thấy mệt không? Có. Mệt rã rời nhỉ? Vâng. Thế còn như hôm nay thì Sử thuê hết là 6 người đúng không? Vâng. 6 người thì độ tầm cái khoản hôm nọ anh gửi cho thì liệu có đủ không Sử? Chắc có ạ. Chắc có à? Vâng. Như ở đây thì mình chỉ thuê người ta là gạt với lại đập lúa ra thôi nhỉ? Vâng. Còn là nếu mà lúc mà buổi ăn cơm nghỉ về thì người ta có hộ mình vác lúa về không? Có ạ. Có à? Vâng. Là mình tranh thủ nhiều quá thì mình có thể là vác về trước đúng không? Vâng. Xong thì một tí đến tối thì mỗi người về một bao nữa là hết rồi đúng không? Vâng. Rồi. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ cùng em Sử đi xuống dưới để gạt thêm một chút lúa nữa rồi thì về nhà ăn cơm, thì lúc sẽ tiếp tục ghi hình nó cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết là hôm nay nhà Sử thì liệu có gạt hết cô bác nhé. Xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi tiếp theo xem là vụ mùa này nhà của ba ông cháu là gạt thì có năng suất hơn nhiều năm trước không cô bác nhé. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Xin chào quý ông bà và quý anh chị.